Ngày 5 tháng 3, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, cùng chồng là Chu Lập Cơ và các đồng phạm. 10 giờ 23 phút, bị cáo Chu Lập Cơ 68 tuổi đứng trước bục khai báo. Do bị cáo có quốc tịch nước ngoài nên tòa đã mời phiên dịch cho bị cáo. Chu Lập Cơ trả lời bình tĩnh trước tòa khi được hỏi về nhân thân. Bị cáo Chu Lập Cơ khai khi thực hiện hành vi phạm tội tại Việt Nam, bị cáo là chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, gọi tắt là công ty Times Square, bị cáo bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Theo cáo trạng, chu lập cơ là cổ đông chính, có hơn 99% cổ phần, giữ vai trò quyết định cao nhất tại công ty Times Square có địa chỉ tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chu lập cơ bị cáo buộc giúp vợ là Trương Mỹ Lan rút ruột ngân hàng SCB gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ đồng. Năm 2012, để lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng SCB nhằm cơ cấu các khoản nợ xấu sau khi hợp nhất ba ngân hàng thành ngân hàng SCB mới, Trương Mỹ Lan đã trao đổi thống nhất với chồng là Chu Lập Cơ và lãnh đạo ngân hàng SCB về việc sử dụng tài sản dự án Times Square của công ty Times Square có địa chỉ tại số 22 đến 36 Nguyễn Huệ và 57 đến 69F, Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và quyền tài sản có liên quan để đảm bảo cho các khoản vay. Thực hiện theo chỉ đạo của vợ, Chu Lập Cơ đã ký biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông cuối năm 2012. Quyết định năm 2012 của Đại hội đồng Cổ đông, biên bản họp Hội đồng Quản trị Ngày của công ty Times Square chấp nhận thế chấp tài sản của công ty bảo lãnh nợ vay cho các cá nhân tổ chức do Lan chỉ định. Sau khi có tài sản đảm bảo để vay vốn, Trương Mỹ Lan chỉ đạo các cá nhân tại ngân hàng SCB tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty Times Square lập các hồ sơ vay vốn khống nhờ người đứng tên các khoản vay và ký khống hồ sơ thủ tục vay vốn. Bằng phương thức trên, từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014, Chu Lập Cơ đã giúp cho vợ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn khống để giải ngân số tiền vay tại ngân hàng SCB cho 73 khoản vay của 67 khách hàng. Tổng số tiền giải ngân hơn 29.440 tỷ đồng, thời hạn vay vốn 5 năm toàn bộ số tiền vay vốn được sử dụng cho mục đích riêng của Trương Mỹ Lan. Sáng ngày 5 tháng 3, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát về 3 tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Sau khi thẩm phán đọc quy định xét xử, phiên tòa thông báo có 79 trên 86 bị cáo có mặt tại phiên tòa. Phần thẩm tra lý lịch của các bị cáo, bị cáo Trương Mỹ Lan được thẩm tra đầu tiên và cho biết tinh thần ổn định. Bị cáo Chu Lập Cơ bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tại tòa, bị cáo Chu Lập Cơ nói rằng hôm nay sức khỏe bị cáo ổn, bị cáo bị bắt vào ngày 1 tháng 11 năm 2022, hiện đang tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh Hà Nam. Trước khi bị bắt, bị cáo làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Times Square. Sau khi bị cáo Chu Lập Cơ được phiên dịch, chủ tọa hỏi bị cáo có nghe rõ quyết định mà người phiên dịch vừa đọc hay không, thì bị cáo Chu Lập Cơ trả lời là bị cáo không nghe rõ lắm. Chủ tọa hỏi bị cáo nghe không rõ chỗ nào, thì bị cáo Chu Lập Cơ trả lời không nghe rõ tội danh bị cáo bị truy tố. Chủ tọa đề nghị người phiên dịch dịch lại cho bị cáo Chu Lập Cơ. Sau đó bị cáo này nói là đã nghe rõ. Đến phần kiểm tra lý lịch, bị cáo Trương Mỹ Lan nói đã nhận được quyết định xét xử của tòa án bị cáo bị bắt tạm giam vào ngày 8 tháng 10 năm 2022, hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương. Trước khi bị bắt, bị cáo Trương Mỹ Lan là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo nói rằng chồng của bị cáo là Chu Lập Cơ. Về hành vi bị truy tố của bị cáo Chu Lập Cơ, cáo trạng xác định bị cáo này là người sáng lập và sở hữu 99,26% cổ phần của công ty cổ phần Times Square Việt Nam. Vợ chồng bị cáo cùng điều hành dự án tòa nhà Times Square với các chức năng như khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại tại khu đất 22 tới 36 Nguyễn Huệ và 57 tới 69 F Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo Chu Lập Cơ đã thống nhất việc sử dụng tài khoản, quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên của các cá nhân và tổ chức do bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ định. Từ năm 2009 đến năm 2012, bị cáo Chu Lập Cơ ký các biên bản họp và nghị quyết chấp thuận thế chấp bảo lãnh cho các khoản vay do vợ chỉ đạo tại SCB. Đến năm 2017, do các khoản nợ đến hạn, bị cáo tiếp tục ký biên bản họp đại hội đồng cổ đông của công ty mình để đảm bảo đối với khoản nợ 35.541 tỷ đồng theo danh sách khách hàng khống của SCB. Cáo trạng xác định hành vi kỳ khống nói trên đã gây thiệt hại 39.217 tỷ đồng, gồm cả tiền gốc và lãi vay của SCB. Sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo được định giá bởi bên thứ ba và được SCB chấp thuận, thiệt hại liên đới còn lại là hơn 9.100 tỷ đồng. Sau khi bị khởi tố, bị cáo Chu Lập Cơ đã nộp khắc phục 1 tỷ đồng. Tại phiên tòa hôm nay, có một số bị cáo được xét xử vắng mặt, gồm bị cáo Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, Nguyễn Thị Thu Sương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB. Tòa cũng xét xử một số bị cáo bị truy tố và đang bị truy nã. Lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 5 tháng 3, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan được khai mạc. Thẩm phán Phạm Lương Toàn, Tránh tòa hình sự Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa phiên tòa đang đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. Ông Phạm Ngọc Duy, Tránh văn phòng Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông tin mọi công việc chuẩn bị cho phiên tòa đã hoàn tất. Theo đó, hội đồng xét xử sẽ làm việc tại phòng xử án A. Đây cũng là nơi đại diện viện kiểm sát tham gia phiên tòa làm việc. 81 bị cáo cũng được bố trí tại phòng xét xử này. Các luật sư người liên quan sẽ ngồi ở phòng xử án B và khoảng trống giữa hai phòng xử án A và B, theo dõi quá trình xét xử qua màn hình truyền từ phòng xử án A. Trong khi đó, một số phóng viên báo chí sẽ theo dõi phiên tòa qua màn hình từ một phòng làm việc trong khuôn viên của tòa án. Số còn lại theo dõi qua màn hình truyền từ phòng dự án đến trung tâm báo chí thành phố Hồ Chí Minh, tức là ở bên ngoài tòa án. Báo chí và luật sư sẽ được tòa án bố trí máy tính để sử dụng tác nghiệp. Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toàn, tránh tòa hình sự tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa. Hội đồng xét xử ngoài ông Phạm Lương Toàn còn có thẩm phán Lê Công Huân và ba hội thẩm nhân dân. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết ngày 29 tháng 4. Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phân công 10 kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố. Có 200 luật sư bảo chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho các bị hại. Hội đồng xét xử cũng đã triệu tập hơn 2.400 người liên quan, gồm nhóm người là các cá nhân thuộc nhóm cán bộ SCB với 316 người, nhóm người liên quan là các cá nhân đứng tên công ty, đứng tên vay và đứng tên các tài sản thế chấp tại SCB để thực hiện việc nộp rút tiền, 1.153 người. Nhóm người liên quan là các pháp nhân thuộc nhóm đứng tên vay tiền nhận tiền tại SCB là 692 người. Nhóm người liên quan là các cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước, 42 người, và nhóm người liên quan khác với 201 người. Hội đồng xét xử cũng quyết định triệu tập một số người phiên dịch do bị cáo Chun Nap là chồng của bà Trương Mỹ Lan có quốc tịch Trung Quốc. Bị hại trong vụ án là SCB và bị cáo Trương Mỹ Lan. Trong đó, bà Lan là bị hại liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Cao Trí, cũng là bị cáo, với hành vi chiếm đoạt là 1.000 tỷ đồng. Năm luật sư gồm Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh và Trương Thanh Đức bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan thiệt hại là 667.286 tỷ đồng. Theo nội dung vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ tại SCB nhưng là cổ đông chính và đã sử dụng SCB như một kênh huy động vốn cá nhân. Bà Lan đã lợi dụng tình hình để rút tiền từ tài khoản tiền gửi của người dân và khách hàng. Hậu quả từ các hành vi sai phạm và nhận tiền của các cá nhân tại Cục Hay Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và tổ giám sát đã để cho nhóm Bà Trương Mỹ Lan và SCB thực hiện cho vay lũy tiến từng năm. Hành động này nhằm mục đích tạo điều kiện để Bà Trương Mỹ Lan rút tiền sử dụng cá nhân hoặc trả nợ cho các khoản vay trước đó nhằm che giấu thực trạng hoạt động và tình hình nợ xấu của SCB. Thiệt hại của vụ án tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 với số tiền đặc biệt lớn. Tổng dư nợ của các tổ chức cá nhân thuộc nhóm bà Trương Mỹ Lan lên tới 677.286 tỷ đồng. Bà Lan đã chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng, khiến SCB mất không chỉ số tiền gốc mà còn phải trả thêm hơn 129.372 tỷ đồng lãi suất. Xét xử vắng mặt 5 bị cáo. Theo hội đồng xét xử, tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử sẽ xét xử 86 bị cáo, trong đó có 5 người đang bỏ trốn sẽ bị xét xử vắng mặt. Những người này đều có luật sư bào chữa. Các bị cáo bị xét xử vắng mặt gồm Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB. Theo cáo trạng từ năm 2009, ông Thành làm việc tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đệ Nhất, một trong ba ngân hàng tiền thân của SCB. Sau đó, ông Thành trải qua các vị trí là Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đệ nhất, thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB. Từ ngày 28 tháng 6 năm 2012 đến ngày 6 tháng 12 năm 2020, ông Thành với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Tín dụng Hội sở, Chủ tịch Thư ủy quyền chủ tịch hội đồng quản trị SCB đã ký 4 biên bản họp tờ trình của hội đồng tín dụng hội sở, 328 biên bản họp phiếu biểu quyết của hội đồng quản trị, 273 nghị quyết đồng ý cho 268 khách hàng là các cá nhân pháp nhân thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát vay 479 khoản. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, dư nợ của nhóm khách trên là hơn 422.000 tỷ đồng ông Thành bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để giúp sức tích cực, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Ông Thành bị xét xử về hai tội danh nêu trên với thiệt hại đã gây ra là hơn 99.000 tỷ đồng. Bốn bị cáo bị xét xử vắng mặt còn lại là về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Trong số đó, bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, gây thiệt hại cho SCB gần 7.000 tỷ đồng. Bị cáo Trầm Thích Tồn, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB, gây thiệt hại cho SCB hơn 7.100 tỷ đồng. Bị cáo Chiêm Minh Dũng, cựu phó tổng giám đốc SCB, gây thiệt hại hơn 140.000 tỷ đồng và Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu phó giám đốc chi nhánh Bến Thành của SCB, gây thiệt hại hơn 3.700 tỷ đồng. Gây thiệt hại nhiều, khắc phục được bao nhiêu? Theo hồ sơ, bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng, gây thiệt hại 193.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, cáo trạng cho biết, đến nay bà Lan chưa nộp tiền khắc phục hậu quả. Chồng bà Lan là bị cáo Chu Lập Cơ đã tạm nộp số tiền là 1 tỷ đồng. Đáng lưu ý, các bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng nhà nước đều nộp tiền khắc phục hậu quả. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Văn Hưng, nguyên phó tránh thanh tra ngân hàng nhà nước, đã nộp số tiền là 390.000 đô la Mỹ. Bị cáo Nguyễn Thị Phụng là cựu phó cục trưởng cục thanh tra nộp 20.000 đô la Mỹ và 210 triệu đồng, bị cáo Mùi Tuấn Khoa, cựu phó cục trưởng cục thanh tra nộp lại 100 triệu đồng. Bị cáo Vương Đỗ Anh Tuấn là cựu trưởng phòng thanh tra nộp 20.000 đô la Mỹ, bị cáo Trần Văn Tuấn, cựu thanh tra viên nộp 6.000 đô la Mỹ và 40 triệu đồng, Lê Thanh Hà, cựu phó tránh thanh tra kiểm toán nộp 14.000 đô la Mỹ và 100 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Văn Thủy, cựu phó trưởng ban kiểm tra, nộp 21.000 đô la Mỹ và 60 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, cựu công chức vụ thanh tra, nộp 100 triệu đồng. Bị cáo Vũ Khánh Linh, cựu phó trưởng phòng thanh tra, nộp 100 triệu đồng. Bị cáo Trương Việt Hưng là cựu thanh tra viên, nộp 600 đô la Mỹ. Bị cáo Nguyễn Duy Phương là cựu thanh tra viên, nộp 1.000 đô la Mỹ và 20 triệu đồng bị cáo Nguyễn Văn Dũng là cựu phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh nộp 15.000 đô la Mỹ và 400 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Phi Loan, cựu phó tránh thanh tra giám sát nộp 470 triệu đồng, bị cáo Võ Văn Thuần, cựu phó tránh thanh tra giám sát nộp 1,85 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Tín, cựu thanh tra viên nộp 500 triệu đồng, bị cáo Phan Tấn Trung, cựu phó tránh thanh tra giám sát nộp 554 triệu đồng và bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng thanh tra giám sát, nộp số tiền là 4,8 triệu đô la Mỹ và 10 sổ tiết kiệm có số tiền hơn 10 tỷ đồng.